Phật cho chúng ta một lợi ích vô cùng thù thắng. Đó là dạy chúng ta trong một đời này được thành Phật. Nếu chúng ta không chăm chỉ cố gắng tu học thì một đời này không được vãng sanh. Như vậy là phụ lòng Di Đà Thế Tôn quá nhiều. Làm thế nào mới không phụ lòng? Duy chỉ có chăm chỉ mà tu hành. Phải xem đó là việc quan trọng nhất, việc lớn nhất trong một đời này. Những việc khác có thể buông xuống, chỉ mỗi việc này là không thể buông xuống. Pháp môn của chư Phật Như Lai vô lượng vô biên. Duy chỉ có pháp môn niệm Phật vãng sanh là trong một đời chắc chắn được độ. Chọn pháp môn này, trí tuệ của quý vị là đệ nhất. Văn Thù Bồ Tát chọn pháp môn này, Đại Thế Chí Bồ Tát chọn pháp môn này, Phổ Hiền Bồ Tát cũng chọn pháp môn này. Nay quý vị cũng chọn pháp môn này. Điều đó cho thấy trí tuệ của quý vị và các ngài không hai. Đây là trí tuệ dụng mãnh. Trong 10 pháp giới, lợi ích thù thắng nhất là thành Phật, tổn hại lớn nhất là đọa nơi tam ác đạo, tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị có thể nhận thức rõ ràng thì có thể lánh xa tam ác đạo. Trong một đời này có cơ hội tu hành làm Phật, làm Bồ Tát. Nếu quý vị thật sự hạ quyết tâm làm việc này, đây là trí tuệ. Thông thường chúng ta nói trong Phật Pháp có Pháp Đại Thừa và Pháp Tiểu Thừa. Tuy nhiên nếu so Pháp Nhất Thừa với Pháp Đại Thừa thì Pháp Nhất Thừa cứu cánh hơn, viên mãn hơn. Tu theo Tiểu Thừa, cảnh giới cao nhất là A-La-Hán và Bích Chi Phật. Tu theo Đại Thừa, kết quả là chứng được quả vị Bồ Tát. Còn tu theo Nhất Thừa Phật Pháp thì thành Phật. Trong bộ kinh này, Phật dạy chúng ta đại pháp tu hành để thành Phật. Phật có nghĩa là một người đã giác ngộ. Đối với vũ trụ và nhân sinh đã triệt để thấu hiểu, cứu cánh viên mãn đối với bản thể vũ trụ nhân sinh. Các hiện tượng, tác dụng, quá khứ, hiện tại, vị lai, không thứ nào mà lại không biết vì đã hoàn toàn không còn mê hoặc. A-di-đà Phật dịch thành Hán văn có nghĩa là vô lượng giác. Vô lượng là tận hư không biến pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu dùng thuật ngữ ngày nay mà nói thì đó là thời gian và không gian. Trong thời không nhất thiết vô lượng, vô biên. Dùng một danh hiệu làm đại biểu, vô lượng giác thể. Không một thứ nào mà không lý giải được chân thật, viên mãn, giác mà không mê. Đây chính là hàm nghĩa danh hiệu A-di-đà Phật. Cho nên danh hiệu này là bản thể của vũ trụ vạn vật. Bồ Đề Tâm chính là tâm thật sự giác ngộ. Thế nào mới là thật sự giác ngộ? Là thật sự quan sát sanh tử là việc lớn của đời người. Vô thường nhanh chóng, lục đạo đáng sợ. Phải nên có sự nhận biết như vậy. Từ đó nhất tâm nhất ý phải lìa xa lục đạo luân hồi, thực sự có tâm xuất ly khỏi tam giới, siêu vượt luân hồi.
Đây mới là thật sự giác ngộ. Tuy nhiên, tâm giác ngộ này cũng chỉ mới được một nửa mà thôi. Nếu tin niệm Phật thành Phật, thì sự giác ngộ của quý vị mới thực sự viên mãn. Biết thật rằng một câu Phật hiệu có thể giúp chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, từ sáng tới tối, quyết không để gián đoạn. Đây mới chính là gốc rễ của mạng sống, là việc lớn nhất của đời người. Việc gì cũng có thể buông xuống, nhưng việc này thì không. Toàn tâm, toàn ý niệm câu Phật hiệu này, một lòng quyết cầu sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Đây mới là thật sự giác ngộ, thật sự phát Bồ Đề tâm. Phật là một người đối với vũ trụ nhân sinh đã thấu hiểu và triệt để giác ngộ, làm tấm gương tốt cho cửu giới, tức là chính giới chúng sanh, một tí cũng không mê hoặc, triệt để thông đạt chư pháp thật tướng. Đó là Phật, là Bồ Tát. Cho nên Phật Bồ Tát không phải là thần tiên, vì thần tiên vẫn còn là lục đạo chúng sanh. Đối với chư pháp thật tướng còn bị mê hoặc điên đảo, chưa thật thông suốt, duy chỉ có Phật Bồ Tát mới thật thông suốt. Thực sự nhận thức thấu đáo sự đáng sợ của thế giới sanh tử luân hồi, thực sự phát tâm muốn siêu vượt lục đạo luân hồi, cầu bất sanh bất tử, thì tâm này là tâm đã giác ngộ rồi. Nếu như càng phát được cái tâm niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì tâm này là đại giác, là vô thượng giác, là cứu cánh giác. Đây là phát Bồ Đề tâm. Người học Phật phải nhìn rõ mục tiêu của mình. Mục tiêu thực sự của chúng ta chính là nhổ bỏ gốc rễ của sanh tử, siêu vượt tam giới lục đạo, và nhất định phải xem việc này là quan trọng nhất trong sự tu học của đời này. Phật Bồ Tát gia trị quý vị bao nhiêu thì phải xem tâm lượng của quý vị phát lớn hay nhỏ, thật hay giả mà có sự khác biệt. Quý vị phát tâm chân thật, phát tâm rộng lớn, thì oai thần của chư Phật Bồ Tát gia trì cũng sẽ lớn. Ngược lại, nếu quý vị phát tâm nhỏ, phát tâm thiên vị, thì chư Phật Bồ Tát cũng gia trì, nhưng mà lực gia trì đó nhỏ. Toàn tâm toàn ý muốn giúp đỡ chúng sanh khổ nạn được nghe chánh pháp, trong một đời được độ, thì đây là phát vô thượng Bồ Đề tâm. Tâm này đáng quý. Tâm này vừa phát thì liền sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Nên biết rằng không sanh về Tây Phương thì nhất định sẽ bị luân hồi. Nếu bị luân hồi, nhất định đọa vào tam đồ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là việc khó tránh khỏi. Đọa tam đồ thì quá khổ. Tam đồ rất dễ đi vào, nhưng muốn ra thì lại quá khó. Cho nên tại đây, một lần nữa khuyên chúng ta phải cảnh giác cao độ. Đây không phải việc đùa, phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Nếu đọa vào ác đạo rồi, đến đời nào mới có thể trở lại làm người? Thời gian không phải tính bằng năm, bằng tháng, mà là tính bao nhiêu kiếp. Cho nên phải nghĩ kỹ chân tướng của sự thật, từ đó mới biết được việc này thật đáng sợ, mới biết được ân đức rộng lớn của Phật. Thật lòng mà nói, không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cuộc đời này không có ý nghĩa, không có giá trị.
ngày ngày đều làm những việc của lục đạo luân hồi thì còn có ý nghĩa gì chứ? Trong vô lượng vô biên pháp môn, chúng ta mới tìm được và thật sự nhận biết về pháp môn niệm Phật. Nếu không nắm chắc pháp môn này thì thật đáng tiếc thay. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ rằng người đời sống trong thế gian này, thân thể rất yếu đuối, sinh mạng rất ngắn ngủi. Một khi mất thân người thì đọa vào ác đạo. Nghĩ đến đây, lòng thấy sợ hãi. Nếu không đọa ác đạo còn có thể thành Phật cũng chỉ nhờ vào một câu Phật hiệu này. Thực sự lý giải được, hiểu được một cách rõ ràng và thấu đáo về sanh tử luân hồi, thực sự phát tâm muốn siêu vượt lục đạo luân hồi thì Phật Bồ Tát nhất định âm thầm chiếu cố. Chúng sanh có cảm, Phật mới có ứng. Dùng phương pháp gì? Nhất định phải y theo lời dạy mà tu hành. Phật tử thời nay có trách nhiệm rất nặng và nhiệm vụ rất lớn. Đó là phải tuyên bố với người trên thế gian rằng Phật giáo không phải là tôn giáo mà là giáo dục của Phật Bồ Tát. Trong quyển Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, chúng ta thấy Bà La Môn nữ là tín đồ của đạo Bà La Môn. Nàng tiếp nhận chỉ đạo của Phật Đà, niệm Phật một ngày một đêm thì thành Bồ Tát. Mẹ của nàng bị đọa nơi địa ngục, nàng có thể độ mẹ nàng lên trời. Cho nên tín đồ của các tôn giáo khác cũng có thể tiếp nhận giáo dục của Phật Đà. Tiếp nhận giáo dục của Phật Đà mà không cần phải thay đổi tín ngưỡng tôn giáo của họ. Tất cả tín đồ của các tôn giáo khác đều có thể học tập giáo dục trí tuệ của Phật Đà. Ngày nay chúng ta ngộ nhận Phật giáo là tôn giáo, cho nên tín đồ của các tôn giáo khác không dám đến học. Quý vị nói có oan uổng không? Nếu biết đây là giáo dục thì các ông cha, tức bên đạo Công giáo, các vị mục sư đến học đều có thể trở thành những vị Bồ Tát, A-la-hán, đều được tu hành chứng quả. Cho nên nhất định phải nhận thức rõ đó là giáo dục, là giáo dục ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Nội dung của giáo học thâm sâu vô cùng, có thể thực sự giúp đỡ chúng ta giải quyết tất cả vấn đề. Khổng Tử, Mạnh Tử cũng dạy chúng ta lấy thiện phá ác, nhưng không bứng đi được cái gốc khổ của sanh tử. Giáo dục của Phật Đà mới là viên mãn, không những dạy chúng ta một đời này được hạnh phúc mỹ mãn mà còn dạy chúng ta đời đời kiếp kiếp đều được viên mãn. Trên đời này tất cả giáo học, tôn giáo, khoa học đều không đạt được, duy chỉ có Phật giáo là đạt được. Phật pháp là giáo dục của Phật Đà, quyết không phải là tôn giáo. Giáo dục của Phật Đà vượt qua ranh giới quốc gia, vượt qua chủng tộc, vượt qua đảng phái, vượt qua tôn giáo. Chúng ta cần giải thích cho người ta hiểu rõ thì tín đồ của Cơ Đốc giáo cũng sẽ rất vui đến tu học. Người của Thiên Chúa giáo cũng vậy, đều đến quy y Tam Bảo, đến tu học Phật pháp, vì họ đến là để tiếp nhận giáo dục trí tuệ viên mãn. Tôn giáo xây dựng trên cơ sở của tình chấp, còn Phật pháp xây dựng trên cơ sở của trí tuệ, phá mê khai ngộ. Đây là điểm không giống nhau. Trong tâm thức của chúng ta, Phật Bồ Tát là lão sư, tức là thầy giáo, không phải là thần minh. Trong nhà thờ phụng hình tượng của thầy, khi chúng ta nhìn thấy
sẽ nhớ mãi không quên những giáo huấn của Thầy, nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác. Đây là học Phật, đây mới là đệ tử Phật. Nếu quý vị đem Phật giáo cho là tôn giáo thì quý vị sẽ không nhận được lợi ích chân thật của Phật giáo. Trên thế gian này, Phật giáo là viên mãn nhất, hoàn thiện nhất, là giáo dục thực sự ưu tú nhất mà trong thế xuất thế pháp tìm không được. Nếu trong xã hội có nhiều người tiếp nhận giáo dục của Phật Đà, xã hội tự nhiên sẽ hòa nhã, thế giới tự nhiên sẽ hòa bình, an định. Chúng ta, mỗi người đều sống những ngày tốt lành, cho nên không phải một người tốt là được, mà còn phải giúp đỡ tất cả mọi người đoạn ác tu thiện. Đây là nghĩa vụ của người Phật tử cần phải làm. Bộ kinh này so với những kinh điển khác không giống nhau. Những kinh điển khác trong đời Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ nói một lần, cho nên lúc tập kết kinh điển thì chỉ có một bản. Duy chỉ có kinh này Thích Ca Mâu Ni Phật nhiều lần tuyên giảng, cho nên lúc tập kết kinh điển có rất nhiều bản gốc không giống nhau. Khi truyền đến Trung Quốc có 12 lần phiên dịch. Từ điểm này có thể chứng minh tầm quan trọng của pháp môn niệm Phật. Nếu không quan trọng thì năm xưa Phật tại thế chỉ giảng một lần, không thể nào giảng đến hai lần. Chỉ có pháp môn này là chí viên chí đốn, giả lại rất giản đơn và nhanh chóng. Thành Phật là đều từ nơi kinh này mà ra. Một thời những gì Phật đã nói đều quy về kinh này, như gom các nước sông quy về biển lớn. Trong hoàn cảnh ác trược như ngày nay, duy chỉ có vị thuốc này mới cứu độ được chúng sanh. Một môn này là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, là nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, gọi là Viên Đốn Đại Giáo. Viên này còn chưa đến cực điểm, đốn này cũng chưa đến chỗ cùng cực. Pháp môn niệm Phật mới là chí viên chí đốn. Thù thắng nhất là giản đơn và nhanh chóng. Nếu như không có bốn chữ này, cho dù pháp môn có tốt đến đâu cũng chỉ là nói suông, không dùng được. Một số chúng sanh cũng không thể tu học, một số người cũng không được lợi ích. Pháp môn này là cực viên cực đốn. Đốn là một niệm thành Phật, viên là được tất cả, không có ngoại lệ nào. Chỉ cần quý vị tin, chỉ cần quý vị y theo phương pháp này tu học thì không ai mà không thành tựu. Pháp môn niệm Phật tốt ở chỗ nào, căn cơ cao thấp thế nào, nếu dùng pháp môn này cũng đều có lợi không có hại. Chúng ta có thể yên tâm mà tu học, đây là sự thật. Nếu như tu học các pháp môn khác chưa chắc hợp với căn cơ, còn tu pháp môn niệm Phật chắc chắn là hợp với mọi căn cơ. Phổ đẳng tam muội là gì? Tam muội gì có thể phổ biến bình đẳng? Phổ biến là thế xuất thế gian, tất cả hữu tình chúng sanh đều có thể tu. Bình đẳng là trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới từ chúng sanh nơi địa ngục đều có thể cùng tu pháp môn này, cùng thành tựu. Quý vị nghĩ xem, phổ đẳng tam muội là gì? Đó là một câu A-di-đà Phật. Pháp môn quảng đại này tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh đều là đối tượng được độ. Chứ quảng đại không như những pháp môn khác chỉ độ một số chúng sanh,
Đạt Ma Sư Tổ đem Thiền Tông truyền đến Trung Quốc chỉ thích hợp với người thượng thượng căn, không là người thượng thượng căn thì không có phần. Nói chung là không như pháp môn Tịnh Độ phổ biến, bình đẳng, quảng độ tất cả chúng sanh. Tất cả mọi pháp môn đều không trị được, chỉ có câu A-di-đà Phật còn có thể đối trị, cho nên còn dùng được, còn lưu lại thế gian 100 năm. Tâm bệnh, thân bệnh của chúng ta từ đâu đến? Từ ô nhiễm mà đến. Tinh thần bị ô nhiễm, vật chất bị ô nhiễm, nhiều thứ bệnh kỳ quặc, mỗi năm càng nhiều hơn. Y học nghiên cứu cũng không kịp. Thang thuốc của Phật Pháp rất đáng nể, có thể trị dạng thứ bệnh, nhất định có hiệu quả. Nếu như quý vị không tin, thì người chịu thiệt thòi là quý vị, không là người khác. Trong 48 nguyện, nguyện nào là đệ nhất? Thời xưa, các vị đại đức của Phật môn đều cho rằng nguyện thứ 18 là đệ nhất. Trung tâm của Phật Pháp là một nguyện này. Nguyện này là 10 niệm được sanh Phật độ chúng sanh, 10 niệm chúng sanh được thành Phật. Đây là Phật Pháp chân thật, đạt được phương tiện cứu cánh tối cao. Không có gì phương tiện hơn, cứu cánh hơn. Từ điều này mới hiểu được rằng trong vô lượng vô biên pháp môn, pháp môn niệm Phật đích thật là đệ nhất thù thắng, không gì sánh bằng. Muốn mau thành Phật, chỉ có pháp môn niệm Phật. Quý vị tu những pháp môn khác, chưa chắc trong một đời có thể thành tựu. Duy chỉ có pháp môn này quyết định thành tựu, cho nên mới là phương tiện cứu cánh. Cứu cánh là nhất định thành Phật, phương tiện là dễ dàng nhất. Bất luận người nào cũng có thể dùng phương pháp này mà tu học. Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên Phụ Dương, di mẫu của Ngài đều là khuyên niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Có thể thấy pháp môn này đích thật là phương tiện cứu cánh.